Chiều nay ngày 5 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì buổi làm việc với công ty IPP Travel Retail và các sở ban ngành đơn vị liên quan về việc tiếp tục ra soát công tác triển khai sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á Rus Acer 2022. Với các hoạt động do công ty Informer Rus tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 400 đại biểu từ 155 tổ chức đơn vị đăng ký tham gia triển lãm về du lịch hàng không châu Á Dự kiến có 1.000 cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh trực tiếp giữa các đối tác. Riêng thành phố Đà Nẵng có hai nội dung gặp gỡ kết nối, có 7 đến 8 hội nghị, hội thảo chính diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022. Với các hoạt động do Đà Nẵng tổ chức, Sở Du lịch chủ trì 11 hoạt động, các sở ban ngành khác chủ trì 5 hoạt động. Hiện nay, các sở ban ngành và các đơn vị đã gửi kế hoạch chi tiết về cho Sở Du lịch tổng hợp. Với công tác chuẩn bị đang diễn ra theo đúng tiến độ kế hoạch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần phước sơn đề nghị sở du lịch cần chuẩn bị thêm các kế hoạch chương trình chi tiết để thành phố tiếp đón các đại biểu cao cấp công ty ipp travel retail đẩy mạnh công tác vận động tài trợ cho sự kiện chủ trì việc đưa đón đại biểu các sở ban ngành các đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện công việc theo đúng thời gian đúng yêu cầu để sự kiện diễn ra đúng kế hoạch đảm bảo tổ chức thành công để đà nẵng tạo được hình ảnh tốt đẹp đối với các đại biểu trong nước và quốc tế